mọi người đã quay trở lại với sân bay Bangkok. Video ngày hôm nay thì nó sẽ hơi khác với video mọi hôm một chút. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái mẫu câu cơ bản trong tiếng Thái và chúng ta có thể sử dụng liền ngay lập tức luôn khi mà bạn coi phim hoặc là khi mà bạn chuẩn bị có kế hoạch đi du lịch Thái sau mùa dịch này chẳng hạn. Thì mình nghĩ là tại sao mình không học một cái vài cái kiến thức mới. Mình không phải là một giáo viên dạy tiếng Thái nha. Và những cái kiến thức mà mình chia sẻ nó chỉ là những gì mà mình biết thôi. Mình cũng là một người đang học tiếng Thái thôi và mình sống ở Thái được khoảng nửa năm. Nên là cũng có một số thứ mình có thể hiểu sai. Mong các bạn thông cảm nha. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Câu đầu tiên đó là xin chào. Xin chào tiếng Thái là Sawadee. Và đối với người nữ thì mình sẽ dùng chữ khà ở phía sau cuối câu. Còn người nam thì mình sẽ dùng chữ krab. Sawadee khà, Sawadee krab. Mẫu câu thứ hai là mẫu câu cũng rất là phổ biến luôn. Mình nghĩ là các bạn ai cũng biết luôn á. Là khop khun khà, khop khun krab. Nghĩa là cảm ơn. Vậy là chúng ta đã học được hai mẫu câu cơ bản rồi. Sawadee khà, khop khun khà. Cái mẫu câu thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là mẫu câu mà chắc chắn là mình phải biết luôn á. Đó chính là hỏi giá và trả giá. Tại vì mình đi Thái Lan du lịch đúng không? Thì chủ yếu là mình đi mua sắm, mình đi ăn uống đó. Nhưng mà bạn biết là ở bên Thái á, khi mà bạn biết tiếng Thái đó là một cái sự đặc quyền cực kỳ lớn luôn á. Và cái mẫu câu hỏi giá tiền nó là thao rầy. Thao rầy là bao nhiêu? Chiếc chữ R và chữ L á, ở Thái Lan á, ở Bangkok á, một số vùng miền nó cũng sẽ có những cái phát âm khác nhau, giống như người Việt mình, giống như mình là người miền Bắc á, thì họ sẽ không phân biệt được chữ N và chữ L á. Thì người Bangkok cũng vậy, các bạn đi Bangkok thì bạn sẽ nghe chữ R nó thành chữ L. Họ ta sẽ không nói là tháo rầy mà người ta sẽ nói là tháo lầy. Tháo lầy ha, tháo lầy ha. Đó thì tháo rầy hay tháo lầy cũng đúng hết nha. Và con trai sẽ nói là tháo rầy crap. Khi mà bạn hỏi giá rồi thì bạn người ta sẽ trả lời số tiền. Mình sẽ không thể nào dạy hết cho các bạn tất cả những cái số đếm của người Thái đâu, tại vì nó hơi nhiều. Chút mình sợ là trong video này các bạn sẽ không nhớ hết được, nên là mình sẽ để ở bên dưới cái phần ở bên dưới cái phần mô tả nha, và các bạn có thể đọc tài liệu sau đó. Còn mình sẽ chỉ nói những cái số tiền mà hay gặp nhất, ví dụ như 20 bạc, 20 xịp, 10 bạc, 10 bạc, 20 xịp bạc là 20, 30 bạc là 30, 50 bạc là 50 và 100 là 100, 200 là 200, 300 là 300, 400 là 400, 500 là 500, 1000 là 1000. Và đó, những cái số tiền mà mình hay gặp như vậy thôi. Tiếp theo là cái câu vô cùng quan trọng, nó quan trọng hơn cái số tiền đó, chính là sau khi bạn học biết được số tiền đúng không, bạn phải biết được cái cách mà trả giá như thế nào. Lót nồi đây mày hả, lót nồi đây mày hả, lót nồi đây mày hả. Còn đàn ông thì sẽ gọi lót nồi đây mày crap, lót nồi đây mày hả, lót nồi đây mày hả. Giảm giá tí được không ạ? Thì tiếng Thái nó sẽ hơi phức tạp một chút ở cái phần mở dấu á. Dù cái dấu nó không có hiện lên như là tiếng Việt rõ mồn một, nhưng mà mình phải hiểu nó là dấu quyền, dấu ngã hay dấu nặng vậy đó. Vậy là vậy, nhưng mà mình sẽ phiên âm tất cả mọi thứ bằng tiếng Việt để phía trên này để cho các bạn dễ hiểu, dễ đọc hơn nha. Nếu mà họ chịu giảm giá thì họ sẽ nói đai hả, và họ sẽ nói cái số tiền đai là được, được thôi, được ạ. Và họ sẽ nói số tiền, ví dụ như hồi nãy họ nói là ha lỗi, ha lỗi là 500, ha lỗi là 500, và bây giờ họ sẽ nói đai hả, xin lỗi đây mày hả, là 400 được không ạ. Thì mình thấy ok, ổn rồi đúng không, mình sẽ nói là ha, ao hả, là được ạ. Tôi sẽ lấy cái này. Còn nếu như bạn cảm thấy nó vẫn mắc quá, vậy bạn sẽ nói là khop khun khà mi ao hả, là không, cảm ơn ạ, không muốn gặp, không muốn lấy nữa. Một câu tiếp theo đó là khi mà bạn đi mua trà sữa, mình đảm bảo luôn bạn với bạn luôn, khi mà bạn qua Thái thì bạn phải uống trà sữa thôi, tại vì nó là đặc sản mà. Nhưng mà uống trà sữa bên Thái nếu mà không biết dặm lượng đường thì họ sẽ làm rất là ngọt, tại vì cái vị của người Thái uống rất là ngọt. Trà sữa sẽ là cha yên, trà xanh sẽ là cha khiếu. Mình phải dặn người ta là bỏ đường, dặn bỏ đường sẽ là quán nói nó hả, quán nói hả, quán nói. Nhớ cái chữ nói nó lên cao nha, nếu như bạn bỏ dấu nồi một phát là người ta sẽ bỏ đường rất là nhiều. Mình đã bị một lần rồi và lần đó thì mình không uống được luôn. Ok, quán nói nó hả,
còn quả nồi là nhiều nha, nhiều đường nha. Còn khi mà bạn không muốn ngọt hoàn toàn, bạn không muốn ngọt thì sẽ là mấy quả ảnh cả, mấy quả ảnh nơi cả. Một món câu tiếp theo là khi mà bạn vào nhà hàng ăn uống thì bạn sẽ muốn gọi đồ ăn. Bạn ví dụ như bạn đi vào một cái nhà hàng như tưởng tượng như ở Việt Nam á, thì mình sẽ nói là anh ơi chị ơi cho em gọi món, đúng không? Thì ở bên Thái nó cũng vậy, bạn sẽ nói là pi hà, pi nghĩa là anh chị, gọi một cái lịch sự thôi. Pi hà khó sần a hẳn khà, khó sần a hẳn khà, nghĩa là cho gọi đồ ăn à. Khó là cho, sần là gọi, a hẳn là đồ ăn, khó sần a hẳn khà thì người ta sẽ lại và cho bạn gọi món, thì bạn cứ chỉ đồ ăn thôi. Và có thể dùng cái mẫu câu là ao hà, ao ní hà, ao ní hà, các bạn sẽ chỉ vào xong mình nói là ao hà, ao hà, ao nghĩa là muốn nó đó, lấy nó đó, gọi nó đó. Ăn xong hết mọi thứ đúng không, và bạn muốn người ta dọn bớt đồ trên bàn cho bạn thì bạn sẽ nói như thế nào? Khi hà kẹp đai lời hà, nghĩa là chị ơi anh chị ơi dọn được rồi ạ. Kẹp đai lời hà, kẹp đai lời hà, khi hà kẹp đai lời hà. Ok, vậy là chúng ta đã học xong một số những cái mẫu câu cơ bản nhất, khi mà dễ áp dụng nhất rồi. Mình đã cố gắng lược bỏ hết tất cả những cái phần râu ria cho các bạn dễ hiểu nhất. Và hy vọng là cái video này sẽ bổ ích cho tất cả các bạn, những ai mà thích Thái Lan, đang muốn học tiếng Thái, là đang có dự định là sẽ đi du lịch Thái sau cái mùa dịch này, thì chúng ta sẽ giữ cái video này để xem, sau đó thì sẽ có thêm kiến thức. Và nếu như bạn thích cái video này thì bạn hãy cho mình một like và một subscribe ở bên dưới nha. Cảm ơn và xin chào. Khóc khun khà.